Xin kính chào quý vị và các bạn yêu bóng đá. Kính mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, mùng 4 tháng 4. Trong bản tin này xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất sau đây. Hoàng Anh Gia Lai cần thắng bao nhiêu trận để vô địch V-League 2021? Huấn luyện viên Campuchia tuyên bố chấn động ở đấu trường SEA Games. Cựu tuyển thủ Nhật Bản mách nước cho huấn luyện viên U18 Việt Nam. Quang Hải và Đình Trọng sắp có thầy mới ở câu lạc bộ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hoàng Anh Gia Lai thắng bao nhiêu trận để vô địch V-League 2021? Quý vị và các bạn thân mến, với phong độ cực cao, trong 7 trận đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai đang có cơ hội lớn để đua tranh ngôi vô địch sau 17 năm chờ đợi. Sau danh hiệu vô địch V-League 2004, mùa giải mà Kiatisak Somanian là một trong những vì tinh tú của Bầu Đức dốc sức để chiêu mộ, Hoàng Anh Gia Lai đã không còn giữ được uy thế của đội bóng cạnh tranh danh hiệu. Đội bóng Phố Núi bắt đầu xuống dốc từ năm 2010. Trong giai đoạn 2015-2019, đội bóng này chủ yếu quanh quẩn ở nhóm đua trụ hạng. Tuy nhiên, sự trở lại của Kiatisak trên ghế huấn luyện viên trưởng đang khiến gió đổi chiều ở sân Pleiku. Sau 7 trận, đội bóng này đã giành được 16 trên 21 điểm tối đa và dẫn đầu V-League. Khoảng cách giữa đội bóng Phố Núi với hai đội xếp sau là Đà Nẵng và Than Quảng Ninh chỉ là một điểm mong manh. Dù vậy, nếu duy trì được phong độ, Hoàng Anh Gia Lai có thể nghĩ đến vị trí cao nhất. Theo thống kê thì các đội bóng muốn vô địch V-League phải thắng ít nhất 53% tổng số trận của toàn giải. Cá biệt năm 2006, Đồng Tâm Long An chỉ thắng 50%, 12 trong số 24 trận nhưng vẫn vô địch. Mùa này các đội xếp trong nhóm đua vô địch sẽ đá tổng cộng 8 trận nên Hoàng Anh Gia Lai cần thắng tối thiểu là 9 trận. Nguyễn Văn Toàn cùng các đồng đội đã thắng 5 trận từ đầu giải nên cần tối thiểu 4 chiến thắng nữa để chắc chắn đua vô địch. Khả năng đăng quang của các câu lạc bộ còn phụ thuộc vào năng lực của các đội cạnh tranh. Mùa này Hoàng Anh Gia Lai đang bị bám đuổi rất sát ở phía sau bởi các đối thủ với cách biệt là không lớn. Đội bóng Phố Núi thắng 3, hòa 1, giành 10 điểm trong 4 trận gần nhất, nhưng Than Quảng Ninh hay Đà Nẵng cũng tích lũy điểm số rất tốt. Điều này hứa hẹn cuộc đua danh hiệu sẽ rất hấp dẫn, thậm chí là kịch tính không kém màn rượt đuổi giữa Hà Nội FC, Sài Gòn FC và câu lạc bộ Viettel ở giai đoạn 2 của mùa bóng trước. Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ ấn tượng với 6 trận bất bại, 3 trận thắng liên tiếp, 4 trận liền giữ sạch lưới và sở hữu hàng tấn công hiệu quả bậc nhất ở V-League. Từ một tập thể dẻo dã với 6 trận thua liền ở giai đoạn 2, Hoàng Anh Gia Lai đang lột xác dưới thời Kiatisak và trở thành đội bóng lì lợm, hiệu quả và toan tính. Hoàng Anh Gia Lai sẽ có trận đấu nảy lửa với Đà Nẵng ở vòng 8 tới đây. Đây là cuộc đấu có thể mở ra ngã rẽ mới cho cuộc đua vô địch. Đánh bại Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chứng minh vị thế của ứng viên vô địch thực sự ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Campuchia tuyên bố chấn động. Quý vị và các bạn thân mến, vị huấn luyện viên online độc nhất vô nhị trong làng bóng đá rất tự tin vào khả năng của mình và các học trò. Nắm giữ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Campuchia từ năm 2018, nhưng Keisuke Honda vẫn theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Tiền vệ người Nhật Bản đã thi đấu cho 5 câu lạc bộ khác nhau trong 3 năm qua, do đó gần như anh chỉ làm việc từ xa và ít có cơ hội trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển Campuchia. Có thể nói rằng Honda là trường hợp huấn luyện viên online độc nhất vô nhị trên thế giới. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Campuchia đã sa thải huấn luyện viên Felix Damas, người từng làm nhiệm vụ truyền đạt chiến thuật đến học trò thay cho Honda. Tuy nhiên, chiếc ghế của danh thủ người Nhật Bản vẫn được giữ nguyên. Người chia sẻ công việc với Honda là huấn luyện viên đồng hương Ryu Hirose. Mục tiêu lớn nhất mà Liên đoàn bóng đá Campuchia hướng đến vào lúc này đó là SEA Games 32, nơi họ đóng vai trò là chủ nhà. Huấn luyện viên Honda tỏ ra tự tin vào tiềm năng của các học trò. Tôi rất vui khi tiếp tục ghế huấn luyện viên trưởng các đội tuyển Campuchia. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại thành công cho bóng đá Campuchia tại SEA Games 32. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng. Chúng tôi sẽ đánh bại tất cả để lên ngôi vô địch vào năm 2023. Thành tích tốt nhất mà U22 Campuchia từng đạt được tại SEA Games là giành vị trí thứ tư chung cuộc vào năm 2019. Khi đó thì đội bóng xứ Angkor đã để thua 0-4 trước U22 Việt Nam tại vòng bán kết. Việt Nam nằm trong số những đối thủ huấn luyện viên Honda nói riêng cũng như bóng đá Campuchia nói chung muốn vượt qua để giành huy chương vàng ở sân nhà tại SEA Games 32. Cựu tuyển thủ Nhật Bản mách nước cho huấn luyện viên U18 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chuyse đã xin số điện thoại và trò chuyện khá lâu với Matsui sau trận Sài Gòn và Viettel tối ngày hôm qua. Với một con người giàu kinh nghiệm như tiền vệ 39 tuổi thì rõ ràng cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên người Pháp chắc chắn là không đơn thuần chỉ là hỏi han. Lão tướng Daisuke Matsui của câu lạc bộ Sài Gòn đã có trận đấu đáng thất vọng trước câu lạc bộ Viettel. Sự vô duyên và thiếu ăn ý của anh với đồng đội là nguyên nhân chính khiến cho câu lạc bộ Sài Gòn để thua 0-3 tại vòng 7 V-League 2021.
Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel thậm chí còn tiết lộ chiến thuật giúp cho câu lạc bộ Viettel đánh bại đội khách Sài Gòn. Đội trưởng Daisuke Matsui là điểm yếu của Sài Gòn, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết. Matsui sau trận đấu đã có những trao đổi về chuyên môn với huấn luyện viên Philippe Chuse, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U18 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chuse đã xin số điện thoại và trò chuyện khá lâu với Matsui. Với một con người có nhiều kinh nghiệm như tiền vệ 39 tuổi, rõ ràng cuộc trò chuyện của họ chắc chắn là không đơn thuần, chỉ là hỏi han. Matsui và huấn luyện viên Philippe Chuse trò chuyện với nhau khoảng 30 phút sau trận đấu. Quang Hải và Đình Trọng sắp có thầy mới ở câu lạc bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 4, Hà Nội FC chính thức thông báo chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nhà cầm quân quê Thanh Hóa đã xin từ chức sau khởi đầu không thành công của Hà Nội FC ở V-League 2021 và đỉnh điểm là thất bại 0-2 trước Đà Nẵng. Sau khi chia tay Hà Nội FC, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có những lời chia sẻ. Theo ông Nghiêm thì bóng đá là chuyện thay đổi huấn luyện viên là hết sức bình thường. Vì bóng đá phải có thành tích và những gì mà Hà Nội FC thể hiện từ đầu mùa đã khiến ông xin rút lui. Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ đã đồng hành với tôi trong suốt những năm qua, trong cả những lúc thành công và thất bại. Tôi rất vinh dự được làm việc với các bạn, những con người chuyên nghiệp và tốt nhất. Chặng đường phía trước của chúng ta thực sự là rất khó khăn. Các bạn cũng biết rằng đây là hình ảnh của câu lạc bộ mà chúng ta đã xây dựng rất nhiều năm rồi mới có được ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn các bạn ở thời điểm này, các bạn hãy nắm chặt tay nhau, ủng hộ huấn luyện viên trưởng để làm sao vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó mới chính là lời tri ân đối với tôi. Tôi xin cảm ơn các bạn. Đại diện cho các cầu thủ, tiền vệ Văn Quyết chia sẻ. Với cá nhân tôi sẽ chia sẻ và đồng cảm với huấn luyện viên trưởng. Tôi xin gửi lời cảm ơn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tôi là một trong những người gắn bó lâu nhất ở Hà Nội FC. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vừa là người chú, vừa là người thầy. Có thể nói rằng ngày hôm nay chia tay chú, mong chú sẽ giữ được tinh thần và sớm quay trở lại với đội. Với các cầu thủ, công việc vẫn phải cố gắng. Mong rằng đội bóng luôn giữ vững được tinh thần. Mong anh em hãy đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.